Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý cái khóa yên của chiếc Vision. Nó hay gặp cái tình trạng là chúng ta đóng yên xuống nó không có dính nha. Như xe này hiện tại giờ là đóng xuống không có được nha. Thì cái lỗ này nó do nó gây ra là do mình đặt, khi mà mình đóng cái cốp yên lần đầu tiên mình đóng xuống mình đặt không đúng vị trí nha các bạn. Cho nên là nó dẫn tới tình trạng là cái xe nó khóa trước. Đó, nó sẽ đóng khóa cái cốp lại rồi. Chứ chúng ta bây giờ không thể nào mà đóng xuống được. Thì mà để xử lý cái tình trạng này thì rất đơn giản nha. Bây giờ các bạn mở cái yên xe lên, sau đó là các bạn chuyển cái chế độ qua chế độ mở yên cho mình nha. Chuyển cho mình. Xong rồi anh em nhấn cái này nè, nhấn là tự động xe bung lên nè, đúng không nè, đó, nhấn là bung lên. Thì lúc này anh em sẽ gài được cái cốp xe nha. Thấy chưa, gài được cốp xe đó, vậy là xong rồi. Thì mình nói trước là khi mà anh em, khi các bạn mà đóng cái cốp xe xuống á, thì do là các bạn để sai cái vị trí nha, để sai cái vị trí cái yên xe của mình nè, nó nằm nghiêng qua đây được chưa, nó nằm nghiêng qua, nó không có chưa ngay ngắn nha, đó nó nằm vậy á. Thì khi mà các bạn đóng xuống nè chưa, đó thì nó sẽ khóa cái móc rồi, cho nên là nó không bao giờ các bạn đóng xuống được do cái móc nó đã sụp xuống trước. Thì để xử lý thì các bạn chỉ cần mở cái yên lên cho mình rồi chuyển qua chế độ mở yên, nhấn nút nha, nhấn một phát nè, đó nó bung lên. Thì lúc này các bạn sẽ đóng cái yên nha. Đó là cái cách mà xử lý cái khóa yên của chiếc Vision. Nó hay gặp cái tình trạng này. Thì đây là cái việc rất đơn giản, kể cả chị em phụ nữ đều làm được nha. Rồi, xin chào tất cả các bạn nha.